Hello, xin chào mọi người. Welcome back to Is Brian's World. Ngày hôm nay là thêm một ngày rất là đẹp đẽ. Ngày hôm nay Brian hứng hở để dẫn mọi người tới một cái địa điểm ngay đây là gọi là Brooklyn. Brooklyn là cái khu vực Brian grow up and lớn lên ở nước Mỹ. Brian ở đây cũng khá là lâu rồi, bên chỗ này gần chắc cũng ba mấy năm rồi. Mà Brian thiệt là vui vẻ để dẫn mọi người tới khám phá cái chỗ nó gọi là The Brooklyn Tower. Cái này á là một cái tower mà lưng đầu tiên trong lịch sử ở Brooklyn, xây cao nhất ở tại thành phố Brooklyn ở bên New York. Tại vì cái tower này là lưng đầu tiên người ta cho phép để xây lên gần 93 tầng lầu. Một cái mà luxury super, Brian phải nói gọi là cũng khá là gần super luxury ở bên ngay khu vực Brooklyn. Thì ngày hôm nay Brian rất là vui để dẫn mọi người khám phá. Và trước khi mình đi thì Brian lúc nào cũng nhắc nhở mọi người là bấm cái nút like, share, subscribe. Thì mình sẽ dẫn mọi người đi khám phá ở trong cái building này nó có như thế nào. Tại vì ngày hôm nay cũng là giống như là ngày đầu tiên Brian tới cái chỗ này. Người ta mời Brian tới coi khám phá bên trong đây. Thì Brian sẽ dẫn mọi người đi chung luôn để khám phá cái này. Xong rồi Brian sẽ cố gắng cho mọi người biết cái giá cả là bao nhiêu nha. See you. Let's go. Ok mọi người ơi, mình đang ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ đi vô coi cái này 56F. Ở đây là 3 phòng ngủ and 3 bathroom. Để coi họ layout như thế nào nha. King Pot là của Brian ở đây. Ngay đây là cái chỗ mà kitchen nè. Tí nữa mình sẽ quay nó. Thì ngay đây mình sẽ vô là cái này là phòng bedroom đầu tiên. Xong quanh đây mọi người nhìn thấy không? Cái này là cái tile nó cũng là đẹp quá. Xong ngay đây là cái bathroom. Có lại cái tub ngay đây. Tub này cũng đẹp quá ha. Cái này giống rain shower ngay đây nè. Xong rồi quanh đây. Hello mọi người. Quanh đây thì là cái này là một bedroom. Đó, cái style nó là như vậy. Đó mọi người thấy chưa? Ok, mình ra đây mình coi cái phong cảnh nó như thế nào nha mọi người. Wow, đứng trên là tầng lầu 56, ngó xuống dưới nè. Quá cao ha. Nhìn nè, trời ơi cái phong cảnh bao la. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Ngày này là cái bedroom đầu tiên mà cái phong cảnh ngày đó công nhận. Cái nào mà trên lầu cao mình ngó xuống dưới đều cực kỳ cao. Giờ mình quanh đây. Giờ mình sẽ quanh đây. Cái này là cái powder, nó gọi là powder room nha. Đó mọi người. Powder room thì guest hay là gì quanh đây. Lên đây dùng cái này thôi. Cái này cho guest bathroom, powder room nó gọi. Xong quanh đây. Cái này đi đâu cũng gặp king quá vậy. Bên đây là thêm cái phòng. Phòng này thì đây là cái bathroom luôn. Stand up shower mọi người. Đó. Đẹp quá ha. Kiểu cách stand up shower. Xong quanh đây là cái phòng này xinh xắn cho họ set up kiểu là cho đứa nhỏ hay là làm một cái bedroom khác. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Chỗ nào cũng có cửa sổ. Quay lại cho mọi người xem. Bên đó là closet. Còn ngay đây là đứng ở đây mà ngó ra cửa sổ. Đẹp. Đẹp quá. Quá đẹp. Ok, giờ mình sẽ đi qua bên đây. Bên đây là cái này là washer and dryer. Cũng là hiệu Miele, top the line. Oh, sorry. Nhiều anh đây.
để mình coi. Cái phòng này là phòng master bedroom, double sink vanity luôn. Xong rồi stand up shower luôn mọi người, toilet. Xong rồi cái này là cái bồn tắm. Cái tile này đẹp, quá trời đẹp luôn. It's very smooth, giống như kiểu marble. Quá trời đẹp. Giờ mình sẽ đi qua đây coi cái bedroom nha mọi người. Nè, cái bedroom nè, đẹp chưa? Quá trời đẹp luôn ha. Giờ mình sẽ đi ra cửa sổ coi cửa sổ nó như thế nào nha mọi người. Cái view của nó như thế nào bây giờ? Đẹp không? Qua đây ngó xuống dưới, cào chưa? Cái gì cũng giống như mình đứng trên đây là cái gì cũng giống như kiến vậy. Mà nhìn thấy da ngó da nguyên cái này đẹp quá, đẹp luôn. Sao mọi người nhìn thấy cảm giác làm sao? Cái giường này nằm ngủ dậy cái mặt trời nó đập vô mặt mình, mà không phải vậy nữa, mà cái phong cảnh nó đập vô mặt mình luôn. Rồi, còn gì để nói nữa. Tại vì cái building này là cao ơi là cao, ở ngay chỗ Brooklyn thì cái phong cảnh của mình nó không có thể nào mà bị người nào che lại, bởi vậy nó cực kỳ đẹp. Ngay đây ngó ra bờ biển luôn, quá đẹp. Đi tiếp tục khám phá. Giờ ngay đây là một cái closet của họ, kiểu vậy đó. Qua đây coi họ để gì thêm nữa nha. Ở bên đây thêm closet nữa. Thì cái mà master suite á thì họ có hai cái closet với lại một cái bathroom riêng. Thì trong cái hộ này bây giờ là ba phòng ngủ, ba chấm năm bathroom, là ba cái bathroom rưỡi. Qua đây đó. Bây giờ đây là cái living room, mọi người thấy không sao? Quá đẹp luôn. Living room nào cũng có phong cảnh à. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Qua đây mọi người ăn uống vui chơi bây giờ. Ok, mình sẽ bây giờ qua bên cái hộ bên này, phía bên này để coi cái hộ này nó như thế nào. Đó, cái setup của nó là như vậy. Living room. Xung quanh đây là cái bedroom. Đẹp chưa? Bên đây thì họ setup kiểu khác bên cái hộ bên này. King vô là uống liền ấy, ông này. Giờ ngay đây là cái bếp nè mọi người. Bếp họ dùng cái màu nó hơi màu đen, kiểu khá là sang. Đó, nhìn thấy không? Đây là cái refrigerator. Đẹp quá, hiệu Miele luôn. Toàn bộ ở đây là Miele. Thì cái căn hộ ngay đây thì là căn hộ mà một bedroom, đó living room. Ồ giời, nhìn thấy Carmen nè. What do you think about the view, Carmen? Oh yeah, let me go and take a look. Để coi cái view ở trên đây. Mình có cái terrace bên cái hộ này. Wow, nhìn cái view à. Quá trời đẹp luôn. Wow. Bây giờ qua cái căn hộ này thì là căn hộ này là một bedroom, lại one and a half bathroom. Nhà bếp kiểu là concept là kiểu là open concept đó. Nhìn thấy bên đây nếu mà ai mà giống như single hay là couple ở trong đây cũng khá là tuyệt vời. Và tại vì cái căn hộ bên phía này nó ngó qua bên phía bên mà Manhattan, cái view của Manhattan, thì mình nhìn thấy Manhattan là cực kỳ đẹp, quá trời đẹp luôn. Giờ bên đây thì là cái bathroom của họ ở trong cái căn hộ này đó. Giờ bên đây là cái closet đó, mọi người thấy closet giống như walk-in closet đó. Ok mọi người, chắc mình bây giờ mình sẽ đi vô tắm nha. Cái này rainfall nè, xong mở này lên. Wow, họ dùng cái giống như là mấy cái accessory á, là kiểu mà giống như là bronze, quá là đẹp. Trời, nó dọc dãi ơi dọc dãi luôn. Tắm trong đây thôi, mình đi tắm nha, bye mọi người. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ vô cái mà 56C. Thì bên đây là cái này là kiểu setup là hai bedroom nha, hai bedroom and hai bathroom and a half. Vào vô nhìn thấy thoáng, nhìn thấy mình có cái balcony ngay đó là đẹp chưa. Mình ra ngoài nếu có gì mà ở đây bây giờ họ chưa cho ra ngoài tại vì họ chưa có làm construction xong. Và cái này là cái kitchen nè, đẹp chưa.
Đó, ngồi bàn ăn ngay đây, ngó ra ngoài. Còn gì để nói đó, để coi cái view này nha. Look at this. Trời ơi. Đó, cái view của Manhattan, mọi người thấy không? Quá trời đẹp luôn. Ok, mình qua đây mình coi cái bedroom nó như thế nào. Rồi. Bây giờ cái này là bedroom giống như là bedroom đầu tiên họ đi qua. Quá đẹp. Hi. Good, how are you? Mà cái này cái bathroom của họ trong cái bedroom này. Đó, stand up shower luôn. Wow. Mình đi ra ngoài mình coi như thế nào. Wow. Yeah. Oh, this is a 3-bedroom. Okay. Oh, cái này là căn hộ, sorry nha. Cái này là 3-bedroom. Tại vì cái này họ làm giống như kiểu mà cái setup mà giống như là library room mà. Mà thật sự là mình làm thêm một cái bedroom cũng được. Đó, anh nói là như vậy đó. Thì đó, ngay đây đẹp chưa? Quá chưa đẹp luôn. Rồi mình ngồi ngay đây ngó ra ngoài. Ngó ra ngoài nè, xong rồi ngó ra ngoài đó. Đó, cái balcony của mình ngay đây. Quá đẹp luôn. Ở đây là ăn tiền là cái phong cảnh nè mọi người. Đẹp quá. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua đây. Thì cái này là thêm một cái bathroom nữa. Đó, trong đây thì là 3 phòng ngủ, 3 bathroom, sorry. Lúc nãy Brian lộn, không phải là 2 bedroom, mà 3 bedroom. Đó, bên đây là cái này gọi là master suite. Nhìn thấy chưa? Đẹp quá không? Cái phòng nó quá là đẹp luôn. Chỗ nào cũng có cửa sổ. Brian khoái vậy. Ở bên đây thì là cái chỗ mình thay đồ quần áo, walk-in closet. Thì lại nằm trong đây. Đẹp quá ha. Xong quanh đây thì là cái bathroom. Đó, cho mọi coi. Bathroom giống như phía bên kia. Mà chỉ có cái bên đây là cái layout nó khác chút xíu thôi. À, trời. Brian chỉ muốn bây giờ là nằm đây ngủ. Ở đây. Quá là đẹp luôn. Biết là trên đây thì họ ở bên này nó có cái terrace ở ngoài. Tại vì mình chưa có đi ra ngoài được á. Thì nếu mình đi ra ngoài á, mai mốt á, Brian sẽ cho mọi người xem. Thì mỗi cái căn hộ này nó có cái terrace ở đây, mình mà bước ra ngoài là cái phong cảnh nó tuyệt vời. Nhìn thấy được mấy cái cầu của Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge, xong qua bên phía bên Manhattan luôn. Thì sẵn ở đây Brian sẽ nói cho mọi người giá cả nha. Giá cả bây giờ là một bedroom thì Brian nói sơ sơ cái một bedroom á là cỡ sold out là cỡ khoảng 1.380.000. Xong rồi hai bedroom á là lên 2.500.000. Xong rồi 3 bedroom á, starting out á, là 3 triệu cho tới 3.500.000. Thì cái đó, xong rồi còn cái penthouse. Nếu mà mốt mà mọi người like, share, subscribe ở trong đây, Brian sẽ cho mọi người xem cái penthouse. Penthouse ở đây thì nó cỡ khoảng giá là 6.2 triệu. Thì là cái đó là penthouse. Thì mai mốt mọi người mà subscribe, like, share thì Brian sẽ cố gắng cho mọi người xem cái penthouse ở đây luôn. Mà chắc mình sẽ tiếp tục ngoại giao với lại mấy người ở trong đây ngày hôm nay. Xong rồi mình end cái video ngay đây. Thì hy vọng mọi người thích cái video này thì nhớ like, share, subscribe. Thì Brian sẽ cố gắng tiếp tục làm thêm mấy cái video như vậy cho mọi người. Tour mấy cái mà luxury condo ở bên New York City hay là nhà cửa gì ở bên New York City. Mà ai cần thiết mua bán gì bên nhà cửa bên New York thì cứ liên lạc với Brian nha. Ok, until next time mọi người. Thank you for watching and see you later. Peace. Oh, actually, mình đi ra ngoài đây được nè. Cái này là cái terrace. Mình sẽ cho mọi người xem. Thì lúc nãy Brian tưởng mình không đi ra ngoài được, mà Brian năn nỉ nó cho mình ra ngoài coi nè. Trời, đẹp chưa? Cái view nè mọi người. Cực kỳ đẹp. Thôi, like, share, subscribe nha mọi người. See you next time. Bye.